Chào tất cả các em đang đến với trang dạy và học văn tiểu học. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm bài văn miêu tả tả con vật, tả con gà trống nhé. Thầy của các em bắt đầu vào phần khởi động. Nào, các em hãy thử đoán xem con gì ấy nhỉ? Thầy có câu đố nhỏ sau: con gì màu đỏ, lông mượt như tơ, sáng sớm tinh mơ gọi người thức dậy? À, đó chính là con gà trống phải không các em? Và sau đây các em hãy nghe bài hát và cho biết đặc điểm chính của con gà trống trong bài hát này là gì. Các bạn hãy nghe bài hát nhé. Qua đoạn nhạc vừa rồi, các bạn hãy chỉ cho thầy giáo những đặc điểm chính trong của con gà trống này. À, chân có cựa này, màu đỏ này, và gà trống cái ó ó đúng phải không các em? Và các em ơi, các em thử đoán xem trong bức tranh này thầy vẽ con vật gì nhé? Hôm nay thầy đố các em phải vẽ một con vật gì nhé? Các em hãy nhìn này. Đầu tiên thầy vẽ một cái ó tròn này. Rồi, thầy vẽ o tròn thứ hai này. Rồi, tiếp tục thầy nối o tròn thứ nhất với o tròn thứ hai bằng một đường này này. Thầy vẽ hai cái chấm tròn nữa. Rồi, thầy vẽ thêm cái này. Vâng, rồi thầy vẽ thêm cái này. Rồi, đấy, con nhìn chưa? Đấy, rồi tiếp tục nhá. Vẽ cong lên. Rồi, cong lên, cong lên, cong lên, tiếp tục. Đấy, thầy vẽ hai chữ U này này. Rồi, vẽ cái chân này xuống, vẽ cái này. Đấy, các bạn biết được con gì không? À, là được con gà trống đó các con ạ. Con gà trống thầy vẽ vừa rồi, con thấy thế nào? Có đẹp không? Các bạn vừa rồi đều biết được những đặc điểm của con gà trống rồi. Và bây giờ chúng ta vào bài tập làm văn hôm nay nhé. Đề bài tả một con vật nuôi trong nhà. Yêu cầu tả: tả cái gì? Tả con vật nuôi. Con vật nuôi ở đâu? Con vật nuôi trong nhà các em ạ. Thể loại của chúng ta là văn miêu tả. Kiểu bài là miêu tả con vật. Chúng ta đã học ở lớp 4. Đối tượng miêu tả ở đây là mô tả một con vật nuôi trong nhà. À, đúng rồi. Các em thử nghĩ xem con vật nuôi trong nhà là những con vật gì nào. À, có thể là một chú gà trống này, có thể là một con chó này, đúng phải không các em? Và có thể là một con mèo, hoặc có thể là con chim bồ câu. Và nhiều nhà cũng nuôi cả con thỏ nữa đấy. Đôi khi ở nông thôn thì chúng ta có cả con lợn. Rất nhiều con vật nuôi phải không các em nhỉ? Vậy hôm nay thầy sẽ tập trung các em tả chỉ về con gà trống thôi các em ạ. Tả con gà trống nhá. Vậy để hiểu được cách làm bài văn này cho tốt, chúng ta phải nhớ là cấu tạo bài văn miêu tả con vật thường có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Mở bài em cần làm gì? Em giới thiệu con vật sẽ tả. Thân bài em cần làm gì? Em phải tả được các đoạn sau: cần tả hình dáng, tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật đó. Và cuối cùng là đoạn kết bài, hay còn gọi kết luận, để nêu cảm nghĩ của em đối con vật. Vậy với tả con gà trống thì ta có sơ đồ cấu tạo bài văn miêu tả con gà trống như sau. Các em chú ý này, đầu tiên chúng ta phần mở bài. Mở bài sau đến phần tên bài này, cũng tiếp theo là phần kết bài. Về phần mở bài thì các em giới thiệu con gà trống sẽ tả. Về phần thứ bài thì các em nêu những ý sau: tả hình dáng con gà trống này. Rồi phần 2B là tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính con gà trống mà. Và cuối cùng là phần kết bài, em phải nêu cảm nghĩ của em về con gà trống mà em đã tả ở trong bài này. Vâng, và cách tiếp cận mở bài con gà trống thì đầu tiên về mở bài, chúng ta giới thiệu con gà trống sẽ tả: có từ khi nào, ấn tượng gì, vì sao được tả. Ta có thể mở bài trực tiếp là giới thiệu con gà trống ai mua, nuôi được bao lâu rồi và em có dịp quan sát trong dịp nào. Ta cũng có thể tả con gà, giới thiệu con gà trống bằng cách mở bài gián tiếp, tất cả nói chuyện khác rồi dẫn vào giới thiệu con gà trống. Có thể giới thiệu bằng một câu hát, giới thiệu bằng một câu đố, giới thiệu bằng một lời nhận xét và giới thiệu một kể chuyện hay một sự so sánh các em đã được học.
Và bây giờ thầy cùng các em nêu xem được cách viết của đoạn thân bài tả và chống. Về đoạn thân bài tả và chống thì đoạn thứ nhất thì đoạn A hay đoạn đầu tiên của phần thân bài nó là đoạn tả hình dáng. Sau tả hình dáng xong thì em phải chú ý phân tả hình dáng, tả bao quát con gà trống này. Sau tả bao quát xong thì em tả những điểm nổi bật như tả bộ lông này, tả cái đầu, tả cái mào, tả chân, tả cánh, tả đuôi. Em tìm những đặc điểm là đặc sắc nhất của con gà để em tả. Sau đó em tả đến phần B là toàn là hoạt động. Em tả thói quen của gà gáy sáng này. Con gà có hoạt động như là gà gáy sáng này đúng không? Ngoài ra gà gáy sáng ra nó có tả thói quen kiếm ăn như bới giun, bới dế. Rồi tiếp theo em tả một vài thói quen khác. Ví dụ thói quen là rỉa lông, rồi là thói quen là mổ thóc, đánh nhau với gà khác đúng không? Rồi và cuối cùng thì ở các đoạn thân bài này thì em tả nêu được ý được cái chăm sóc của em với con gà trống, cách chăm sóc của em, và sau đó là em viết đoạn kết bài. Đây là cách viết đoạn kết bài tả con gà trống. Ở kết bài thì em nêu cảm nghĩ của em đối với con gà trống đã tả. Em nêu thế nào? Em có hai cách viết kết bài. Kết bài không mở rộng, tức là em nêu lợi ích con gà trống, em thêm ưu chú như thế nào. Hoặc cách kết bài khác là kết bài mở rộng, thì em có thể nói cảm nghĩ của em, nói thêm lợi ích của chú gà trống, nói thêm công việc của em với chú gà trống đó. Và bây giờ chúng ta hãy vào một bài cụ thể đề bài tả một con gà trống mà em có dịp quan sát. Các em ạ, hãy lắng nghe một bài văn hoàn chỉnh của thầy nhé. Thầy xin mời các em lắng nghe. Mở bài giới thiệu chú gà trống diễn tả, thầy giới thiệu như sau. Khi phía đằng đông vừa ra ánh hồng thì cũng là lúc chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang ò o o báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Xóm em đều mình bừng tỉnh giấc nhờ tiếng gà gáy của chú gà nhà em đấy. Chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh. Em nhìn thấy chú đẹp quá. Chú khoác trên mình một bộ áo nông đỏ tía, pha lẫn một màu xanh óng ánh điểm bạc, khiến chú ta trở nên sang trọng, quý phái. Cái áo nông của chú mượt, mịn màng và rất dày. Đầu chú tròn, to bằng nắm tay người lớn. Cái mào đẹp như bông hoa màu gà đỏ chói, lộng lẫy, chói nọ, nằm y như chiếc vương miện của một vị vua, khiến cho chú nổi bật trước đám gà mái. Mỏ chú hình bóp chuối, pha một màu vàng ươm. Cái mỏ đó chắc và rất cứng. Đôi mắt của chú tròn xoe, đen nhánh như hạt cườm, long lanh như con nước. Đôi mắt chú thật tinh anh. Nông cổ của chú thật dài, điểm một vài sợi nông đỏ tía, mỏ xanh óng ánh. Cái cổ của chú vươn dài mỗi khi gáy. Thân hình chú chắc nịch, to khỏe, cường tráng. Hai cánh chú như hai chiếc quạt lan. Ấy nên khi vỗ cánh tạo ra những tiếng phanh phạch, tạo lên một làn gió rất mạnh. Lũ gà nhét, sợ hãi, co rúm người vào góc tường. Ôi chao, cái đuôi của chú mới đẹp làm sao. Cái đuôi đó đủ màu sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng, sáng. Cái đuôi cong cong, rực rỡ như chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Các em hãy quan sát, tả một hoạt động thói quen chú gà trống. Chú thật hãnh diện khi gáy. Chú nhảy tót lên đống rơm, nhìn trời nhìn đất, rồi kẹt kẹt vài tiếng trong cổ họng như báo cho mọi người biết ta sắp gáy đấy. Rồi chú dướn cao cổ, chú giang hai cánh vỗ phành phạch, hai chân to vững chắc dạng ra xuống tấn vững chãi. Chú bắt đầu gáy o o o, tiếng chú vang lanh lảnh như thách thức, bạn sợ ai hết. Tiếng chú gáy, em
anh nhận ra ngay đó là tiếng gà nhà em, chứ không lẫn bất cứ gà nhà ai khác. Em xúc cho chú một bơ thóc. Thóc vừa ném xuống, chú chạy lại ngay. Chú mổ những hạt thóc vãi trên sân cồm cộp đầy uy lực. Chú tham ăn, mổ lấy mổ để. Con gà nào bé bảng tới gần, chú mổ cho đấy. Bọn gà nhép phải nánh xa, nhìn chú ăn mà thèm thuồng. Chúng ta cũng náo cá nữa. Chú cậy có chân cứng và sở hữu những chiếc những vuốt sắc nhọn, nên chú dễ dàng bới giun tìm dế. Khi chú bới được con giun, chú ta kêu tục tục, bọn gà mái đến ăn. Mấy chị gà mái tưởng bờ chạy đến, thế là chú nuốt chừng vào bụng. Bọn gà mái tức lắm. Chú tự phong mình là anh hùng của cả cái khu vườn này. Chó cậy nhà, gà cậy vườn, thật là không sai. Thế con gà lạ vào nào mà phu phúc nạc vào vườn nhà em là chú đuổi, chú mổ cho tới tấp, sợ chết khiếp. Hôm nọ cún con nhà em dở hơi đuổi chú, đòi cắn chùm nuôi đuôi mũ sắc của chú. Chú chạy đuổi chú một vòng quanh sân, đang chạy chú quay ngoắt lại mổ cho cún mấy nhát vào đầu. Cún đau chết yếm, kêu ang ảng, lần sau chừa đấy. Em quý chú cả cháu nhà em lắm. Em không chỉ hãnh diện với bạn bè vì nhà mình có chú cả cháu đẹp, mà chú còn rất có ích. Tiếng gay của chú luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Chú cả cháu nhà em là thế đấy, chăm chỉ, chững chạc và thật đáng khen. Các em ạ, vừa rồi thầy đã đọc cho các em nghe một bài văn về tả chú cả cháu. Khi viết bài văn này, các em lưu ý viết thành các đoạn đủ ý, sao cho cân đối, sử dụng từ ngữ tượng hình, viết câu có hình ảnh so sánh và minh họa, và em phải kiểm tra xem dàn ý đã đủ 3 phần chưa, và thứ bài đã thể hiện được trình tự miêu tả chưa, đã lựa chọn được những chi tiết đặc sắc của con vật miêu tả chưa, và khi viết xong cần đảm bảo thành bằng dấu câu, dấu chính tả. Hãy quan sát và ghi lại những từ ngữ miêu tả rồi lập dàn bài chi tiết, chắc chắn em sẽ có bài văn hay. Hãy vào trang http://vantiểuhoc.com để tham khảo những bài văn tiểu học mới nhất. Chào thân ái em, hẹn gặp lại em vào những video sau. Thầy sẽ làm nhiều video để đáp ứng yêu cầu của em. Chào tạm biệt em.